Arsenal lúc này đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, trong khi Liverpool đứng đầu bảng với 51 điểm. Trận đấu này thực sự là một trận chung kết sớm của mùa giải. Dĩ nhiên, Man City là những người mong kết quả hòa nhất. Với Liverpool, dù đã phải đón tin buồn khi huấn luyện viên Jurgen Klopp tuyên bố sẽ chia tay vào cuối mùa này, nhưng điều đó dường như càng khiến The Kop mạnh mẽ hơn. Liverpool đang có 4 trận thắng liên tiếp, đặc biệt là trận thắng 4-1 trước Chelsea hôm giữa tuần. Dù Salah đã được trở lại Liverpool, nhưng là để dưỡng thương. Liverpool cũng không có Wataru Endo, thậm chí Darwin Nunez cũng mới dính chấn thương ngón chân. Nhưng tất cả các điều đó đều không quá ảnh hưởng đến lối chơi của họ. Phía đối diện, Arsenal vừa có 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng lại chỉ giành được 1 điểm ở 3 trận đấu trước đó. Cũng giống như mọi khi, đến giai đoạn quan trọng nhất, lại là lúc pháo thủ thường không duy trì được sự tập trung. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-1/4, Liverpool đang duy trì được phong độ cực sung vào thời điểm này. Ở 2 trận gặp Arsenal mùa này, lượt đi và FA Cup, The Kop cũng đều không thua trước pháo thủ. Chọn Liverpool cả trận. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 23/4, cả 2 trận đấu vừa qua giữa hai đội đều chỉ diễn ra trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, đều kết thúc với không quá 2 bàn được ghi. Khả năng xỉu trận này cũng khá cao. Chọn xỉu cả trận.